da nâu mặn mà. Đẹp xinh tươi hồn nhiên, biết bao chàng niềm nhớ ngày mong. Mong một ngày cùng em bước sánh đôi mình dễ tơ hồng. Rồi qua bao buồn vui, mình có nhau ta chung một đôi. Anh là chàng ghé tay hạnh phúc bên cô gái miệt vườn. Cùng tay trong vòng tay, chung nhịp cầu xây đắp tương lai. Đời nắng mưa ngày chi, duyên gió trời thì con suy nghĩ gì. Miền Tây, sông nước mênh mông, thương con nước lên cho đất bồi phủ ra, cho cây tốt tươi bốn mùa xanh lá. Bắt con cá đồng nấu canh, bầu canh điên điển ấm áp hương mùa. Miền Tây, tình người khắp bao la, chia nhau yêu thương bao giống tố vượt qua. Mảnh đất thâm sâu tình quê chán chưa, nắng gọi mưa về cho cây lúa đồng tươi tốt chốn yên bình. Tình quê hương Việt Nam. Sánh đôi mình dễ tơ hồng. Rồi qua bao buồn vui, mình có nhau ta chung một đôi. Anh là chàng ghé tay hạnh phúc bên cô gái miệt vườn. Cùng tay trong vòng tay, chung nhịp cầu xây đắp tương lai. Đời nắng mưa ngày chi, duyên gió trời thì còn suy nghĩ gì. Miền Tây, sông nước mênh mông, thương con nước lên cho đất bồi phủ ra, cho cây tốt tươi bốn mùa xanh lá. Bắt con cá đồng nấu canh, bầu canh điên điển ấm áp hương mùa. Miền Tây, tình người khắp bao la, chia nhau yêu thương bao giống tố vượt qua. Mảnh đất thâm sâu tình quê chán chưa, nắng gọi mưa về cho cây lúa đồng tươi tốt chốn yên bình. Tình quê hương Việt Nam. Mảnh đất thâm sâu tình quê chán chưa, nắng gọi mưa về cho cây lúa đồng tươi tốt chốn yên bình. Tình quê hương Việt Nam.
sợi chỉ hồng để chúng ta đến dịu nhau đồng ruộng xanh mênh mông trời đông nhà chúng bị nhất xá xá bị xá xá rồi xong thì cái chương trình làm lễ bên trai cũng như bên gái vậy thôi. Vậy là ông bà, nếu có ông bà thì nhận lễ trước, cũng như ông nội ông ngoại rồi bà nội bà ngoại đó nhận lễ trước, rồi tới là ông cậu bà mợ ông chú bà thím bà dì giữa bà cô giữa má bà bác tiếp tục theo sau, rồi ta hết phần đó là tới phần cha mẹ cô cậu dì dưỡng bà nội bên ngoại chuẩn bị bước vô nhà chính thì chuẩn bị làm lễ. Rồi tiếp tục từ bé bác nè, bác rồi cô rồi dì dượng nội ngoại tương đầm đi, người nào gần là nhận lễ trước à. Giới thiệu bằng gì đó chú ơi, cái này mắt ba cậu
cậu hai. Rồi ba cho ai nhảy ngủ trên con nha. Rồi dính cái vụ lại con nha. Rồi dính cái vụ lại đi đâu ơi. Rồi ba cho ai nhìn má nữa nha. Ăn nó luôn á. Rồi cô ba hai người đi lấy bà. Cô ba định tư nè. Rồi cô ba cô tư vô luôn nha. Bác hai, rồi bác hai đi bác đây. Cái này bác. Bác hai. Bác hai. Bác hai cô Út hả? Rồi bác hai chú ơi, nhờ dẫn dụ nhìn máy con nè. Bác hai chú Út ơi. Bác hai nhìn máy nè. Rồi hai mời hai người tiếp theo à. Uống phải uống cho hết nha. Mời 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 một lần nữa mời ông bà cô bác tiếp theo nè, tiếp theo bước vô nè. Dì ba dì tư. Rồi dì ba dì tư dẫn dụ luôn con nha. Rồi nhìn dì bác con nha, chú lẻ cầm quá chú lẻ ơi. Chú lẻ nhìn lại. Nhìn bác con nha. Rồi cô ơi cô ơi. Cô ơi cô ơi nhìn con nha. Rồi. Rồi hai người tiếp theo chuẩn bị không? Một lần nữa thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời ông bà cô bác bên nội bên ngoại bước vô nhà chính dâng lên làm lễ. Rồi bây giờ hai người thứ hai tiếp tục vô nè. Ờ chị hai chị ba. Nó chị hai chị ba chuẩn bị nhận lễ nha. Rồi nhìn máy con nha, rồi hai chị ơi, hai chị cũng đi cái nha. Rồi nhìn máy con nè, nhìn máy con nè. Rồi có chúc cho chúc duyên cho cô dâu chú rể vậy không? Chúc luôn đi. Rồi nhìn máy con nè, vô rể ơi, nhìn máy nè. Rồi. Chú cũng còn người phải lẻ sao? Vậy là còn người tôi vô. Rồi, nhảy cụ nhìn máy con nè, nhìn máy con ghi tấm hình nữa nha. Ai con cũng đi, cũng đi, nhìn máy con nha. Rồi, nhìn máy con nè. Rồi, một lần nữa, hai mặt gia đình kính mời ông, kính mời ông bà cô bác bên nội bên ngoại nè. Rồi, dạ nội, rồi, nhìn đi lại con nghe, nhìn đi lại nghe. Rồi, nhìn máy con nè, nhìn máy con nè cô ơi. Rồi. Thay mặt gia đình trân trọng kính mời ông bà cô bác bên nội bên ngoại nè. Báo cáo coi như cuộc làm lễ đã xong thì tôi coi như là đại diện nhà trai chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc vuông tròn vạn sự, muốn gì được nấy, muốn tiền có về tiền, muốn vàng có vàng, muốn con có con hả. Rồi, vỗ tay nha.